Anh về rồi đấy à? Anh mau vào đi tắm đi, xong rồi ra đây ăn cơm với em. Để đấy, lát tôi ăn sau. Vừa về đến nhà, đã nhớ em rồi. 30 phút nữa anh có mặt, yêu em. Nhưng mà tí nữa anh mới ăn ý, thì nguội mất. Ô hay, cô là vợ tôi, chứ không phải là mẹ của tôi. Mà cô suốt ngày cứ kiểm soát tôi như thế. Việc của cô ấy là bếp núc dọn dẹp nhà cửa, hiểu chưa? Này, anh định đi đâu đấy? Tôi đi đâu tôi lại phải báo cáo với cô à? Đã không làm ra tiền rồi thì đừng có nhiều chuyện nữa. Nhưng mà chẳng phải là khi mà mới đầu yêu nhau, anh bảo là anh thích người bạn gái của anh, phải quán xuyến được việc nhà, lo được cho anh tất cả mọi thứ cơ mà. Em đã vì anh mà bỏ chức trưởng phòng rồi, thế mà bây giờ anh lại nói em như thế à? Tôi nói thế có gì sai à? Tôi đi làm đã mệt mỏi, nhiều việc lắm rồi. Bây giờ về nhà nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy không thể làm gì được. Tôi quá chán ghét cuộc sống này rồi. Này anh. Anh Nam. Anh Nam, nghe em nói đây. Anh Nam, mở cửa ra. Anh Nam, đợi em với. Anh Nam. Anh ơi, làm ơn anh có thể đuổi theo cái chiếc xe ô tô màu trắng kia giúp tôi được không ạ? Tôi đang có việc gấp lắm. Nhưng mà bây giờ tôi đã bận đi giao hoa cho khách mất rồi. Nhưng mà tôi với bạn trai đang cãi nhau, bây giờ tự dưng anh ấy đi ra ngoài đường như thế, tôi không biết là anh ấy đi đâu cả, ngộ nhớ anh ấy suy nghĩ cái gì dại dột thì tôi biết phải làm sao. Chuyện này rất là gấp, làm ơn anh giúp tôi nhá. Thôi được rồi, cô lên xe đi. Rồi ạ. Này, dừng. Này, cô gì ơi. Anh sang đây với em, thế bạn gái anh ở nhà thì sao? Ui giời ơi, em đừng có nhắc đến cái con mụ già xấu xí ấy nữa. Anh đã chán ngấy cái vẻ quê mùa của cô ta rồi. May là anh còn có em đấy. Cái đồ đáng ghét này. Đến bao giờ anh mới chia tay cô ta để lấy em? Việc này thì còn phải xem thái độ của em. Em có làm anh hài lòng? Anh Nam, em xin anh. Anh về nhà với em đi anh Nam. Đi, mình đi về nhà thôi. Ôi, bỏ ra, điên à? Anh Nam, làm ơn anh hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ về nhà với em đi vẫn còn kịp đấy. Hút. Anh Nam, 3 năm bọn mình yêu nhau, 3 năm em dành hết tất cả mọi thứ của em cho anh. Tại sao anh đã đối xử với em như thế chứ? Ôi, cô nên tập chấp nhận những cái việc xảy ra ngày hôm nay đi. Bởi vì cô là người ăn bám tôi, cho nên cô không có quyền quyết định đến chuyện của tôi. Ăn bám á? Được. Vậy thì chúng ta chia tay đi. Dù sao tôi cũng không muốn bị mang tiếng là ăn bám ai cả. Tặng cho cô, tôi cảm ơn cô vì cô đã xuất hiện. Như vậy tôi mới có thể rời bỏ anh ấy được. Được, chia tay thì chia tay. Em. Cô ơi. Thôi chết. Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Vừa nãy xuống xe vội quá nên tôi quên chưa trả tiền anh đúng không? Tôi không có ý đó đâu. Chỉ là tôi thấy cô đi bộ về, trời cũng tối muộn rồi. Bây giờ cô cần về không? Để tôi chở cô về nhá. Đến người lạ còn đối xử với tôi tốt như thế. Thế mà tại sao người mà tôi yêu thương nhất, hắn ta lại có thể đối xử với tôi tồi như thế cơ chứ? Ấy, cô gì ơi, cô đừng khóc. Khóc sẽ xấu lắm đấy. Tôi xấu sẵn rồi. Không phải đâu. Trên đời này chẳng có một người phụ nữ nào xấu cả. Chỉ có người phụ nữ chưa biết làm đẹp bản thân mình thôi. Như những bông hoa này này. Mỗi một bông hoa ấy đều có nét đẹp riêng. Chỉ cần nó nở rộ, tự khắc sẽ đẹp.
tặng cho cô. Anh tặng cho tôi á, nhưng mà đã lâu rồi chưa có ai tặng hoa cho tôi cả. Cô nhận lấy nó đi, cô xứng đáng mà. Cảm ơn anh nhé. Tôi chỉ muốn mọi cô gái đều được đẹp đẽ như bông hoa này thôi. Không vì ai mà rực rỡ, cũng chẳng vì ai mà úa tàn cả. Cố gắng lên, cô sẽ vượt qua được thôi. Ngày hôm nay tôi đã phải trải qua một cú sốc, nhưng không sao cả. Bây giờ tôi được nhận bó hoa này, tôi sẽ cố gắng dặn bản thân mình là mạnh mẽ. Thật sự bó hoa này đã cho tôi rất nhiều động lực. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu mà, cố lên nhá. Cảm ơn anh. Chúc mừng công ty FVM và công ty Daza đã hợp tác với nhau thành công. Quả đúng như lời đồn, chủ tịch Tường San vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Rất may mắn khi được hợp tác với cô. Cảm ơn anh. Thật ra là tôi vẫn cần phải học hỏi mọi người nhiều lắm. Xin lỗi, tôi hỏi điều này hơi tế nhị. Có phải trong 3 năm vừa rồi cô chưa có bạn trai đúng không? May quá, tôi có đứa em mới đi du học về. Thời gian vừa rồi tôi không có hẹn hò với ai cả. Nhưng mà ở sâu trong lòng của tôi vẫn luôn nhớ đến một người. Vì nhờ có người ấy mà tôi mới có thể có được như ngày hôm nay. Vâng, mong rằng có thể học hỏi từ chủ tịch Tường San rất nhiều. Mỗi một bông hoa đều có nét đẹp riêng, chỉ cần nó nở rộ tự khắc sẽ đẹp. Hôm nay đã đến ngày hẹn, tiền em gái mày nợ bọn tao bao giờ định trả đây? Ôi, anh ơi, anh thương em với. Em đang cố gắng xoay sở tiền để trả cho các anh đây ạ. Thương mày thì ai thương tao. Nói chung là ấy, hôm nay phải trả hết. Còn nếu không nhá, con em gái mày bị làm sao ấy, tao không dám chắc là có phải do tao gây ra không đâu nhá. Con kia, không thấy bọn tao đang bận à? Cút. Chào anh, 3 năm rồi mới gặp lại. Hóa ra là cô à? Này, đây ở chỗ rồi chúng mày chim chuột à? Anh ấy nợ các người bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi sẽ trả thay. Con em gái nó nợ 60 triệu. Cả lãi vào thì tầm 100. Cái gì? Các người ăn cướp giữa ban ngày đấy à? Cầm mồm. Trong thẻ này của tôi có hơn 160 triệu. Các anh cầm lấy và đừng có làm phiền anh ấy nữa. Cô ơi, nhưng số tiền kia nó nhiều như vậy, tại sao cô lại dễ dàng đưa cho bọn họ như thế? Không sao đâu, là tôi nợ anh nên là coi như tôi chỉ lại trả lại số tiền đấy cho anh thôi mà. Không, tôi nghĩ là cô có hiểu lầm gì rồi. Làm sao mà cô lại có thể nợ tôi được? Tôi không có nhầm đâu, là tôi nợ anh. Anh có nhớ không, 3 năm trước anh đã tặng cho tôi một bó hoa. Nhờ có bó hoa đấy mà tôi mới có động lực để được thành công như ngày hôm nay đấy. Tặng cho cô. Vậy sao? Tôi nhận ra rồi. Thực sự nhìn cô thành công như bây giờ ấy, tôi vui vẻ phần nào đấy. Nhưng có số tiền kia ấy, chắc chắn tôi sẽ không nhận đâu. Không sao đâu, tôi nghĩ là anh cứ nhận đi. Cũng giống như là khi xưa tôi đã nhận bó hoa đấy từ anh vậy. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau như là bạn bè. Vậy thì từ bây giờ chúng ta có thể là bạn bè của nhau không? Nhất định rồi, chúng ta sẽ là bạn bè. Nhưng mà về số tiền kia ấy, tôi sẽ không nhận từ cô, mà tôi sẽ vay cô, chắc chắn tôi sẽ trả lại. Được thôi, nếu mà anh đã quyết tâm như vậy thì tôi sẽ đồng ý. Tôi là Tường San. Tôi là Long. Tôi không biết là có nên hỏi anh hay không, nhưng mà tại sao em gái của anh lại rơi vào xã hội đen thế? À, nếu mà anh cảm thấy không cần thiết thì anh không cần phải trả lời đâu. Thật ra là con em gái của tôi nó dính vào đa cấp, nợ chồng nợ chất lên. Cho đến khi nó không còn khả năng trả được nữa thì thằng chồng của nó bỏ nó đi. Thế cho nên là bây giờ bọn xã hội đen ấy đến nhà của tôi, rồi bắt con em gái tôi trả tiền, rồi đánh đập tôi như thế đấy. Tôi nghĩ là ở thời buổi bây giờ chúng ta ai cũng cần phải cẩn thận. Tại vì lừa đảo với các bọn đa cấp nó rất là nhiều.
chúng ta không thể nào mà nắm bắt hết được tất cả những âm mưu của bọn chúng đâu. Thế bây giờ anh đang làm nghề gì đấy? Hiện tại tôi đang có một cửa hàng hoa, cũng ở gần đây thôi. Cô muốn đến xem không? Tôi dẫn cô đến. Đây, giới thiệu với cô, đây là cửa hàng hoa mà tôi đứng tên. Đẹp thật đấy. Một bó hoa đẹp dành cho tấm lòng đẹp. Chuyện ngày hôm nay tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Trường San. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ nghe cấp dưới nói con hẹn bàn hợp đồng với đối tác ở gần đây nên là mẹ ghé qua xem thử. Dạ. Thế còn cậu này là bạn trai của con à? Tạ ơn trời đất. Thế là con của mẹ hết độc thân rồi. Rồi mẹ cứ lo từ trước tới giờ. Mẹ chỉ sợ con không thể nào yêu lại được ai nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ yên tâm rồi. Ôi trời ơi, đẹp trai, cao to như thế này. Sao không đem về ra mắt cho mẹ đi? Mẹ cầm một con bó hoa nhá. Mẹ đợi con một chút để con nói chuyện với anh ấy ạ. Rồi, con đi đi. Ôi chết rồi, anh giúp tôi với. Cô làm sao thế? Vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy. Mẹ của tôi bây giờ cứ canh cánh ở trong lòng. Mẹ của tôi nghĩ là tôi vẫn còn nhớ nhung người yêu cũ nên là cứ bắt tôi phải đi xem mắt suốt thôi. Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, tôi nghĩ là phụ huynh ấy cũng nên để cho con cái tự chọn hạnh phúc của mình chứ. Đúng. Cô cần tôi nói cho mẹ cô hiểu á? À không phải, ý của tôi không phải là như thế. Ý của tôi là anh có thể nào đóng giả làm bạn trai của tôi được không? Hả? Tôi đóng giả bạn trai của cô á? Thì như anh thấy rồi đấy, mẹ của tôi đánh giá rất là cao anh. Với cả dù sao tôi với anh cũng quen biết nhau, nên là nếu anh có thể đóng giả làm bạn trai của tôi thì tôi rất là cảm ơn anh đấy. Nhưng mà cái này thì khó cho tôi quá. Chẳng nhẽ anh lại có bạn gái rồi à? Nếu mà như vậy thì thôi, tôi cũng không muốn làm khó anh. Không, tôi chưa có bạn gái. Nhưng bởi vì tôi chưa hẹn hò bao giờ cả, thế cho nên là tôi không biết làm thế nào. À, cái này thì đơn giản lắm. Nhà của tôi là có một cái buổi họp thường niên hàng tuần. Có nghĩa là cứ cuối tuần là chúng tôi sẽ tụ họp lại, sẽ ăn uống với nhau một bữa. Nếu mà anh đồng ý thì mỗi tuần chúng ta gặp nhau một lần là được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn anh. Dạ, cháu chào bác ạ. Thưa bác, khi nãy cháu hơi hồi hộp quá, thế là cháu chưa kịp giới thiệu với bác. Cháu tên là Long, bạn trai của Tường San ạ. Cháu là Minh Long ạ. Nhìn cháu hiền lành tử tế hơn cái thằng nam kia nhiều đấy. Kìa mẹ. Mà bác xin lỗi, kẽ ra bác không nên nói cái điều như thế. Dạ không sao đâu bác ạ. Thật ra thì con người mà phải trải qua sai lầm mới vấp ngã thì mới có sự lựa chọn đúng đắn nhất của mình được. Biết quá khứ của Tường San như vậy, cháu lại càng yêu thương và muốn chăm sóc Tường San hơn. Thôi, thế là tốt lắm rồi. Hai đứa mau mau đi hẹn hò đi, mẹ đi về trước đây. Mẹ, thế để con đưa mẹ về nhá. Thôi, hai đứa mau mau mà đẩy nhanh tiến độ cho mẹ sớm được bế cháu. Mà cuối tuần nhớ về ăn cơm với mẹ nhá. Vâng, con chào mẹ. Này, vừa nãy là anh diễn rồng lắm đấy nhá. Cảm ơn anh đã phối hợp với tôi. Không có gì đâu mà. À, mà để cho giống thật hơn nữa thì để cuối tuần này tôi sẽ thuê tạm một căn chung cư cho mẹ tôi sang chơi. Cuối tuần này anh có bận gì không? Tôi chưa bận gì cả. Nhưng nếu có gì thay đổi tôi sẽ báo lại sau. Ừ, được rồi. Nếu mà như thế tôi sẽ báo trợ lý của tôi tìm một căn chung cư rồi tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ. Bây giờ tôi cũng phải về công ty có một cuộc họp rồi. Chào anh nhá. Vậy để tôi đưa cô về cho an toàn. Không sao đâu, hôm nay tôi đi xe của mình mà. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Căn nhà này đã có người thuê rồi. Anh phải dọn dẹp đồ đạc và chuyển đi trong sáng nay để cho họ còn dọn vào nữa. Chị ơi, chị có thể thư thư cho tôi mấy hôm được không? Tôi vừa mất việc xong, bây giờ bạn gái tôi còn mang hết tiền tiết kiệm đi rồi. Thật sự tôi không biết ở đâu nữa. Hợp đồng nhà đã quá hạn một tuần rồi,
cứ theo luật mà làm thôi. Kìa, chị ơi. Nhà này có vẻ là hơi nhiều bụi. Tường San. À, hóa ra chủ nhà cũ là anh à? Tôi còn tưởng là ai cơ đấy. Trông cô bây giờ khác quá. Đương nhiên rồi. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh năm xưa mà đã cho tôi một động lực to lớn để tôi có thể thành công được như bây giờ đấy. Người ta thường nói người yêu cũ là một thầy của mình. Nghe có vẻ cũng đúng thì phải. Năm đấy nhờ có anh mà anh đã dạy cho tôi một bài học rất là lớn. Hóa ra bây giờ cuộc đời của cô thay đổi là nhờ cái thằng này à? Tôi còn lạ gì cái tính ăn bám của cô. Sao? Cảm giác ăn lại đồ của tao thế nào hả? Cô ấy nói đúng thật. Anh đúng là người vô văn hóa mà. Mày nói cái gì? Anh không nghe nhầm đâu. Anh là người vô văn hóa. Nếu như anh không tôn trọng tôi thì tôi cũng sẽ không tôn trọng anh. Sao? Thôi, anh mau cút ra khỏi căn nhà này đi. Để chúng tôi ở nhận nhà mới nữa. Tôi không có nhiều thời gian để đứng đây đôi co với cả anh đâu. Mời anh đi cho. Chúng ta phải thay đổi mật khẩu, không là hắn ta sẽ lẻn vào đây đấy. Nhà này có vẻ là hơi bẩn với là nhiều bụi. Bây giờ là 9 giờ rồi, 12 giờ mẹ của tôi sẽ đến đây. Như thế là chúng ta vẫn còn 3 tiếng để dọn dẹp, vẫn kịp đấy. Để tôi làm cho. Ngày hôm nay là ngày nghỉ mà, cô nghỉ ngơi thêm đi. Trời ạ, làm sao mà tôi để cho anh dọn dẹp một mình được. Chúng ta cũng dọn đi. Ơ, mà chết, hình như ở đây còn không có chổi long nhà cơ. Hay là chạy sang mượn thử hàng xóm. Ờ, thế thì để tôi đi cho. Đây là cái gì nhỉ? Ui dồi ôi, cái gì này? Bẩn hết cái áo của mình. Ôi trời ơi, mẹ không nhìn thấy gì đâu nhá. Mẹ đi về đây. Tuần sau nhà mình ăn cơm cùng nhau cũng được nhá. Đi về đây. Mẹ. Rồi, mẹ sắp có cháu bé rồi. Mẹ đợi con đã. Tôi xin lỗi, thực sự là áo của tôi bị bẩn. Đúng lúc tôi cởi ra tôi rũ thì mẹ cô. Đấy, anh thấy chưa? Mẹ của tôi đang rất là háo hức rồi đấy. Mẹ cô vui tính nhỉ? Thì bây giờ bố mẹ nào mà chẳng mong muốn con gái của mình được hạnh phúc rồi chứ. Nên là bây giờ tôi cũng đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày để khiến cho mẹ tôi lúc nào cũng tự hào về tôi đấy. Đúng rồi, phụ nữ ấy, khi càng độc lập thì lại càng tự do. Mà khi họ đã độc lập về tài chính này, hơn nữa độc lập về mặt cảm xúc, thì lúc đấy hạnh phúc không chỉ ở bản thân của mình đâu, mà bố mẹ của cô ấy cũng sẽ yên lòng đấy. Thôi, để tôi làm cho, nghỉ đi. Trời ơi, còn không biết mở ra. Rất xin lỗi, tuy anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng hiện anh không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp chúng tôi. Cảm ơn anh đã tới buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Một tháng nay đi phỏng vấn, hơn 10 chỗ từ chối. Nói cái con Tưởng San không dở trò sau lưng thì ai tin. Dù sao thì bây giờ nó đã khác xưa. Nó đã là chủ tịch của SVM rồi. Alo, đây là số điện thoại của mẹ Tưởng San đúng không ạ? Ba năm không gặp mà bác gái đã quên cháu rồi sao ạ? Cháu là Nam đây. Cậu gọi cho tôi có việc gì? Dạ, nói qua điện thoại thì khó lắm ạ. Hay là cháu gặp riêng bác có được không ạ? 3 giờ chiều nay tôi rảnh. Cậu đến nơi thì nhắn tin địa chỉ cho tôi. Dạ vâng. Có gì thì cậu nói nhanh đi, đừng làm nhảm mất thời gian của tôi.
Kìa bác, bác cứ bình tĩnh ngồi uống nước đi đã. Làm sao mà phải vội vàng thế? Con gái của tôi đã chia tay với cậu rồi. Bây giờ tôi với cậu chả có mối quan hệ gì, gặp bữa làm gì cho mất thời gian. Nếu như cháu không nhầm thì hiện giờ con gái của bác đang là chủ tịch công ty SVM đúng không? Nếu như mọi người mà biết tất cả quá khứ của cô ấy thì chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Quá khứ nào? Quá khứ của con gái tôi chả làm sao cả. Chỉ có là nó lấy nhầm phải cậu thôi. Bây giờ nó chia tay với cậu rồi, tôi càng mừng chứ làm sao. 3 năm trước chúng cháu chia tay với nhau là bởi vì Tường San đã lén lút bỏ đi đứa con của cháu. Một người phụ nữ nhẫn tâm đến mức sát hại chính con của mình. Cho nên cháu không thể nào tha thứ cho một người vợ như vậy được. Cậu đừng có mà nói láo. Con gái tôi đã không phải là người như thế. Tại sao bác cứ phải lừa dối bản thân mình nhỉ? Trong khi sự thật nó đã rõ rành rành rồi. Này, đây cũng chính là lý do mà để cậu hẹn tôi đến đây đúng không? Chuẩn bị 1 tỷ trong vòng 15 phút. Nếu không, tôi sẽ đưa tất cả những chuyện này lên mạng. Lúc ấy thì bác chỉ ngồi chờ giá cổ phiếu của SVM sụt giảm thôi. Cậu! Mà quên, nhớ lấy tiền mặt nhé. Chứ không người ta bắt tôi sao kê thì lại mệt cho tôi lắm. Ôi dồi ôi, tự nhiên tôi đau bụng quá. Này bà già, đừng có dở trò với tôi. Ôi dồi ôi, tôi đau bụng thật mà, chắc tôi phải đi vệ sinh đây. Nếu mà cậu không tin tôi thì tôi để cái điện thoại ở đây. Mà nếu không thì cậu đi theo tôi vậy. Rồi, tôi đi theo bà làm gì? Thôi rồi, rồi. Đi đi, tôi cho bà 5 phút đấy, xong quay lại đây. Xin lỗi, cậu cho tôi mượn điện thoại. Tôi gọi cho con gái tôi được không? Ồ, món này anh đừng có cho thêm gia vị vào. Mẹ của em là thích ăn thanh đạm. Yên tâm đi, anh không cho đâu. Mà này, tay nghề của anh hơi bị đỉnh đấy. Em đến thử xem có vừa không? Ai gọi thêm? Em cũng không biết nữa, tại vì số lạ. Alo ạ? Mẹ à? Sao điện thoại mẹ đâu? Mẹ lại gọi con bằng số này à? Dạ vâng, vâng. Làm giả chứng cứ để tống tiền mẹ Tường San. Anh cũng giỏi đấy. Sao lại ở đây? Tôi không ở đây thì làm sao mà biết được bộ mặt thật của anh? Làm sao mà biết được trò vui của anh? Tôi nói luôn, 50-50. Cô còn cướp giữa ban ngày. Tôi vẫn đang còn giữ bằng chứng anh đánh chị Tường San đấy. Sao? Để tôi xem, lát nữa anh có được đồng nào không? Được. Nếu thành công thì lát nữa tôi sẽ đưa cho cô 500 triệu sau. 500 triệu gì cơ? Bà già này. Anh Nam, so với những gì mà anh làm thì mẹ của tôi lại càng tin tưởng con gái của mình hơn đấy. Bởi vì bà biết con gái của bà không phải loại người như vậy. Nhưng mà dù sao thì chắc là tôi cũng phải khá khen. Với cả tài năng của anh trông cũng khá giống đấy. Anh... Hai người... Tường San, đây là em gái của tôi đấy. Anh thực sự không thể hiểu nổi em. Trước đây em dính vào đa cấp, em nợ nần,
chính Tường Sang là người đứng ra trả nợ thay cho em. Vậy mà hôm nay em bắt tay với người ngoài, đâm sau lưng cô ấy à? Em... Anh rất thất vọng với em. Nợ của em ấy, em tự trả đi. Suốt ngày tìm đến anh, rồi đòi anh giải quyết những vấn đề của em là sao? Nhưng mà do lúc đấy là em không biết. Anh ơi, anh xin chị giúp em với. Chứ bây giờ người ta đánh em mất. Em tự nợ thì em tự mình đi mà trả. Chị ơi, chị cứu em với. Bây giờ anh em bỏ rơi em rồi. Bây giờ không còn ai giúp em nữa. Bây giờ như này chắc em không sống nổi mất. Chị ơi. Xin lỗi, nhưng mà tôi cũng không có đủ rộng lượng như là cô nghĩ đâu. Còn anh, việc mà anh lừa tiền bác gái ngày hôm nay ấy, tôi sẽ báo cho cảnh sát. Tất cả những con người ấy, lợi dụng lòng tốt người khác để kiếm trác lợi lộc về mình sẽ nhận quả báo từ giờ đến hết đời, tôi nói cho anh biết. Em, mình về thôi, về ăn cơm với bác gái. Alo ạ? Có phải tiệm hoa Vivu không ạ? Tôi cần đặt 99 bông hồng ạ. Chị đợi tôi một tiếng nhá, tôi sẽ ship đến liền ạ. Mời vào ạ. Anh này, anh có cần em phải giúp gì không? Tính ra ấy, là anh đang nợ tiền của em đấy. Em mới là bà chủ của nơi này mà. Chị Tường San, em có chuyện muốn nói với chị ạ. Đây là số tiền 400 triệu. Là tất cả những gì mà em tích góp được. Em biết là những lời xin lỗi của em sẽ không thay đổi được mọi chuyện. Nhưng em mong chị có thể tha thứ cho em được không ạ? Linh này, tuổi trẻ ai cũng sẽ mắc những sai lầm. Nhờ quan trọng là em có thể nhìn ra và sửa đổi nó. Bây giờ chị đã thấy em trưởng thành hơn rồi. Như vậy thì cả chị và cả anh Long cũng sẽ rất là vui cho em đấy. Như thế anh này, tính ra em cũng không còn là chủ của nơi này nữa. Nếu như em thích ý, vị trí bà chủ vẫn sẽ là của em. Anh nói thật đấy. Anh Long, em... Anh nói thật mà. Ngày hôm nay là tròn một tháng chúng ta đã quen nhau. Nhưng ngay từ lần đầu tiên anh gặp em ý, anh đã thích em mất rồi. Và anh không muốn chúng ta chỉ là bạn. Anh muốn mình phải hơn thế nữa cơ. Thật ra là em cũng thích anh. Cũng thích từ lâu rồi. Vậy từ nay bọn mình tìm hiểu nhau nhé. Anh sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả những gì em đã chịu tổn thương. Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em và lo lắng cho em tất cả mọi thứ.